Thưa quý vị, từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo đó, để ngành du lịch có thể thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang chú trọng đảm bảo phòng chống dịch, qua đó bảo vệ môi trường an toàn cho du khách. Tại khách sạn Le Botton nằm trên đường Trần Đình Đàn, quận Sơn Trà, với 25 phòng, hiện công suất phòng trung bình mỗi tháng dao động từ 30 đến 40%, đa số là khách địa phương và một số ít khách là ngoại tỉnh, khách công vụ. Khách sạn đã triển khai nhiều dịch vụ lưu trú hấp dẫn với mức giá ưu đãi. Trên hết vẫn đảm bảo môi trường an toàn cho khách lưu trú ngắn ngày hoặc dài ngày. Hiện nay thì Le Botton tuân thủ quy định 5K của Thủ tướng Chính phủ và 100% nhân viên của Le Botton đã tiêm đầy đủ 2 mũi. Đối với khách, khi đến check-in tại Le Botton thì khách phải tiêm ít nhất 1 mũi và khai báo y tế tại khách sạn. Đối với những khách ngoại tỉnh thì phải tiêm 2 mũi và có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Hoa Bên Group là một trong những doanh nghiệp lữ hành và tổ chức sự kiện hàng đầu tại Việt Nam. Tại chi nhánh Đà Nẵng, lãnh đạo công ty cho biết dịch bệnh cũng ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh hiện nay, thì công ty đã nỗ lực phát triển nguồn nhân sự, trang thiết bị, nhất là để đón các đoàn khách MICE, du lịch, hội thảo, hội nghị, khen thưởng, triển lãm. Với các dịch vụ, công ty đều kết hợp song song với việc phòng chống dịch. Ví dụ như khách tới mà dịch vụ tiêu chuẩn là khoảng xe ô tô 4 chỗ thì chúng tôi sẽ up lên cho khách hàng có thể là xe ô tô 7 chỗ để đảm bảo giãn cách, hoặc là lên khoảng xe 16 chỗ hoặc là xe 45 chỗ. Tương tự như vậy, đối với lại cái địa điểm cho mai phòng họp sức chứa được khoảng là 100 khách thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng là cho 50 khách, hoặc là với những cái đoàn mà 200 khách thì chúng tôi sẽ có thể là hỗ trợ khách hàng để sử dụng những cái phòng nó rộng hơn, lên tới khoảng 200 hoặc là 300 để cho đảm bảo về cái giãn cách. Theo khảo sát gần đây của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, về tình hình thị trường, nhu cầu và xu hướng của khách đối với việc lựa chọn điểm đến Đà Nẵng sau tác động của COVID-19, có hơn 2,5 nghìn du khách tham gia với hơn 2.500 đề xuất phục hồi phát triển du lịch Đà Nẵng. Qua khảo sát cho thấy, du lịch an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch là yếu tố hàng đầu thu hút du khách trong tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay.